Nam, chàng trai trẻ, đang có kế hoạch khởi nghiệp tại Đà Nẵng với dự án Green Bike for a Green City, một dự án cho thuê xe đạp tại các địa điểm công cộng, phục vụ người dân địa phương và du khách. Nhưng khi bắt tay vào triển khai dự án, anh rơi vào bế tắc xoay quanh câu chuyện giải quyết thế nào với thủ tục hành chính liên quan đến một dự án khởi nghiệp. Cần đăng ký kinh doanh, thành lập công ty, quy trình biểu mẫu, tờ khai ra sao? Những quy định về việc mua xe đạp, trang thiết bị đi kèm để phục vụ cho công việc kinh doanh, mức giá và phương thức cho khách hàng thuê xe đạp, giấy tờ thủ tục gì để bố trí xe đạp cho thuê ở các địa điểm công cộng, chính sách hỗ trợ của thành phố đối với loại hình khởi nghiệp này. Quá nhiều vấn đề nảy sinh khiến Nam kiệt quệ vì lo lắng và suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Nam mơ về Đà Nẵng trong tương lai 10 năm sau. Nam thấy mình đứng ở một trung tâm rất hiện đại với bản hiệu Tổng đài 1022, nơi có các bạn tổng đài viên xinh đẹp đang trả lời các vấn đề của khách hàng. Một cô gái tổng đài viên xinh đẹp đã đến bên Nam ân cần hỏi. Xin chào, em là nhân viên tư vấn tổng đài 1022, anh cần giúp đỡ gì ạ? Nhưng Nam chưa kịp trả lời thì đã choàng tỉnh giấc. Nam cầm vội chiếc điện thoại và gọi ngay tới số 1022. Đầu dây bên kia là một giọng nói dịu dàng của một cô gái. Cổng thông tin 1022 thành phố Đà Nẵng xin nghe. Anh chị cần em hỗ trợ vấn đề gì vậy ạ? Em cho anh hỏi, 1022 là hỗ trợ gì vậy em? Dạ, tổng đài 1022 là cổng thông tin giải đáp tất cả các phản ánh của công dân. Vấn đề của anh là gì ạ? Anh chuẩn bị đăng ký kinh doanh cho thuê xe đạp. Em tư vấn giúp anh các thủ tục hành chính nha. Nam cẩn thận ghi chú lại theo lời tư vấn của tổng đài viên, nhất là 10 dịch vụ được hỗ trợ bởi tổng đài 1022 Đà Nẵng. Nam còn được hướng dẫn tại ứng dụng 1022 về điện thoại. Chỉ cần tải về là Nam có thể tận hưởng 6 lợi ích khi sử dụng tổng đài 1022. 6 tháng sau, dự án của Nam đã được đưa vào hoạt động. Lần này, Nam gặp vấn đề về những phương tiện khác vì không biết đã lấn chiếm khu vực kinh doanh của Nam, khiến Nam không có chỗ đậu xe đạp cho thuê. Quá bức xúc, Nam mở app gọi 1022, giống như lần đầu anh tìm đến để giải quyết về các thủ tục hành chính vào 6 tháng trước. Sau khi được tư vấn, Nam mới biết rằng anh có thể gửi góp ý của mình vào cổng góp ý Đà Nẵng tại trang web gopy.danang.gov.vn. Từ khi có tổng đài 1022 và cổng góp ý, cuộc sống của Nam trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Từ một thanh niên 6 tháng trước còn chân ướt chân ráo tới Đà Nẵng lập nghiệp, giờ đây Nam đã vững vàng, an tâm hơn rất nhiều vì mọi thắc mắc hay phản ánh nào của Nam cũng được giải đáp nhanh chóng, thấu đáo, tận tình. Tổng đài 1022 và cổng góp ý, giải pháp cho thành phố thông minh.